Bà con, khi nhắc tới Hưng Yên thì thường thường người ta sẽ nhắc tới đặc sản nhãn lồng. Tuy nhiên những năm gần đây thì bên cạnh nhãn lồng, một giống nhãn khác cũng nổi tiếng không kém, đó chính là giống nhãn muộn Miền Thiết. Và nơi tôi đang đứng đây là một khu trồng nhãn của Hợp tác xã Nhãn Miền Thiết. Và đây là giống nhãn không chỉ cho năng suất cao, ổn định mà còn có chất lượng thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Trong chương trình hôm nay thì mời bà con hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hiệu quả của giống nhãn này. Đây là khu vườn gốc của giống nhãn Miền Thiết. Bởi từ khu vườn này, giống nhãn Miền Thiết đã được chiết đi khắp các tỉnh thành trong cả nước. Cách đây gần 40 năm, ông Nguyễn Văn Miền đã đưa giống nhãn này về đây trồng và cho thấy năng suất cao, cùi dày, độ đường cao. Từ đó giống nhãn này được mang tên của hai vợ chồng ông, đó là giống nhãn Miền Thiết. Sau khi ông Miền mất, vườn nhãn này được giao cho em trai ông là ông Lập chăm giữ. Cháu thấy là ở đây có một cái cây này là cây bảo tồn. Cây này có phải là cây gọi là cây nhãn lâu đời nhất ở đây không bác? Cái cây này là lâu đời nhất ở huyện Quế Châu này. Thì vâng. Do ông anh gia tôi là ông Miền. Vâng. Thì ông ấy mua được cái thổ này cái năm ấy thì là ương hạt. Vâng. Ương hạt coi là cả vườn này nó ương hạt đất. Thì coi nguyên có cái cây mẹ này nó lẩy ra là ăn ngọt và thơm. Đấy, còn các cái cây kia là ăn nó nhạt, quả cũng to như nhau nhưng ăn nó nhạt. Cây này bây giờ ấy là nhân là giống cả cái miền Bắc mình bây giờ. Tất cả coi là khu vực miền Bắc mình giờ nó đa số giống nhãn coi nhãn chín muộn Miền Thiết là toàn bộ do một cây này coi nhân ra, lấy mắt của cây này coi ghép ra, nhân giống ghép ra và chiết. Chứ ương hạt thì nó lại không thuần theo coi đúng theo cây mẹ. Trồng giống nhãn muộn này từ năm 1985, nhưng khi đó ông Lập chỉ trồng vài sào bắc bộ trong diện tích vườn nhà. Nhận thấy đây là cây trồng cho năng suất và chất lượng cao hơn giống nhãn ta truyền thống, nên dần dần ông mở rộng diện tích. Đặc biệt, đến năm 2015, khi tham gia Hợp tác xã Nhãn Muộn Miền Thiết, ông Lập có thêm nhiều thuận lợi để mở rộng quy mô. Đến nay, diện tích trồng nhãn của gia đình ông có gần 3 mẫu, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Trồng nhiều này là vì mình cảm thấy cái nhãn nó có lợi nhuận và cái chăm sóc coi là rồi quy trình làm nó cũng đơn giản. Thì là mấy năm xưa ấy là nó giá nó cao, thì mình phát triển coi là ra nhiều. Hợp tác xã Nhãn Muộn Miền Thiết được thành lập năm 2015 từ tiền thân là tổ hợp tác trồng nhãn muộn của xã Hàm Tử. Đến nay, hợp tác xã có 28 thành viên, canh tác trên diện tích gần 100 hecta. Hợp tác xã xây dựng mô hình thâm canh nhãn theo Việt Gáp. Hợp tác xã trực tiếp thực hiện sản xuất cây giống, bảo đảm nhu cầu thị trường cây giống quanh năm. Đồng thời, hợp tác xã sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ đầu vào và đầu ra cho các thành viên. Các hộ thành viên trong hợp tác xã thì đương nhiên là họ sẽ được bao tiêu sản phẩm, bán cái sản phẩm theo một cái giá rất là phù hợp, đem lại những cái lợi ích về kinh tế ổn định cho các thành viên. Một mặt khác nữa thì hợp tác xã cũng sẽ là những người cam kết thu mua cũng như là cam kết đưa các cái đầu vào của sản phẩm như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với những cái chất lượng cao nhất và với cái giá thành nó phù hợp nhất, thì làm giảm cái giá thành của người nông dân, thì người nông dân nó sẽ yên tâm để sản xuất cũng như là nâng cao được cái chất lượng sản phẩm. Tất cả các vườn trồng nhãn trong hợp tác xã đều nằm liền kề nhau, nên nếu chăm sóc từng khu vườn riêng biệt mà không cùng một lúc với các vườn nhãn khác sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích trồng nhãn nếu như có dịch bệnh xảy ra. Chính vì vậy, quy trình chăm sóc nhãn từ khâu bón phân, định tán, tỉa cành, định quả và phun thuốc đều được triển khai một cách đồng bộ. Từ đó cho ra sản phẩm trái nhãn có chất lượng tốt. Tất cả phân bón đều được sử dụng là phân vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng. Chúng tôi hàng năm và hàng vụ đều có những cái quy trình, có cái kế hoạch sản xuất. Thì chúng tôi sẽ mời các cái thành viên trong hợp tác xã về để trao đổi cũng như là xây dựng cái kế hoạch cho từng hộ gia đình cũng như là cho cái kế hoạch của hợp tác xã. Với những cái tiêu chuẩn nói chung về sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì cần phải làm những cái khâu theo đúng quy trình. Mặt khác nữa là các cái hộ mà tham gia cái việc sản xuất theo chuỗi thì các hộ này sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt và chịu sự giám sát của cái ban quản lý Việt Gáp của xã nói chung cũng như là cái việc mà hướng dẫn kỹ thuật của hợp tác xã. Bên cạnh đấy thì các thành viên hợp tác xã sẽ phải có trách nhiệm vừa là xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã và bảo vệ cái thương hiệu đó. Trong hợp tác xã thì nói chung hàng năm thì cũng vào đầu vụ thì cũng anh em sẽ ngồi quay uống nước rồi sẽ bàn giao quay là cái kỹ thuật
Về quê là tỉa cành rồi chăm sóc rồi thuốc sâu biết làm sao. Để đầu tư một sào nhãn, mỗi hộ nông dân mất chi phí khoảng 6 triệu đồng từ chi phí cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công thu hái. Diện tích của các hộ thành viên trong hợp tác xã, hộ ít cũng có đến 5 đến 6 sào Bắc Bộ, hộ nhiều có đến 3 mẫu. Chính vì vậy, vốn đầu tư là nhu cầu cần thiết của các thành viên. Khi tham gia vào mối liên kết tổ hợp tác mà nay là hợp tác xã, các thành viên có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân từ năm 2012 với số vốn 400 triệu đồng cho 10 thành viên. Với việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích vào việc đầu tư trồng nhãn, năm 2015, hợp tác xã lại được quỹ hỗ trợ nông dân hỗ trợ cho vay vốn lần 2. Nguồn vốn này được lưu chuyển cho các thành viên chưa được vay vốn ở lần 1. Nhãn muộn miền Thiết cho thu hoạch từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9, năng suất trung bình từ 7 đến 8 tạ trên một sào Bắc Bộ. Giá bán trung bình từ 25 đến 35 nghìn đồng 1 kg, loại ngon nhất có giá lên đến 40 nghìn đồng 1 kg. Các sản phẩm nhãn của hợp tác xã hiện đang được tiêu thụ làm quà biếu, các siêu thị và thị trường trong nước là chủ yếu, mang lại lợi nhuận trung bình từ 10 đến 12 triệu đồng trên một sào Bắc Bộ. Không chỉ được cấp chứng nhận Việt Gáp mà hiện nay hợp tác xã đã được cấp mã vùng xuất khẩu cho các sản phẩm nhãn muộn miền Thiết. Trong thời gian tới, hợp tác xã dự định tiếp tục tuyển chọn, nhân rộng bộ giống có năng suất chất lượng, áp dụng quy trình sản xuất sạch theo nguyên tắc 4 đúng, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, quảng bá xúc tiến thương mại để đưa trái nhãn muộn miền Thiết xuất khẩu. Thưa bà con, được xác định là cây trồng chủ lực của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, thì bà con nông dân ở đây đã biết áp dụng quy trình Việt Gáp và trong quá trình trồng, mang lại các sản phẩm an toàn cho thị trường, qua đó thì góp phần nâng cao giá trị kinh tế của nhãn miền Thiết. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì sản phẩm của hợp tác xã không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu.